Xin chào quý vị nhà chung sung sướng. Hôm nay là kỷ niệm 200 vị đi vào nhà chung sung sướng. Mình nấu thổ qua với thịt bầm gà rất là ngon, cộng tôm quý vị đây. Như cái nồi nè. Đó, quý vị thấy không? Rất là tuyệt vời. Đó. Cục thịt ngon quá, cộng tôm đây quý vị. Thổ qua gà. Đó. Để nói lên kỷ niệm đức tôn trọng, mình có tôn trọng thì đó, đức tôn trọng đó, đức tự trọng, mình có đức tự trọng thì mới có người tôn trọng mình đó. Khổ qua ngon, mình dâng lên nhất từ vi sư, bốn từ vi sư, một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy, học sư phạm để làm mô phạm. Trong ngành giáo dục đây quý vị. Mình nấu ba tô tam sư đây. Quá ngon, quá ngon. Có cục thịt tuyệt vời để đây, cho nó có vẻ trịnh trọng một chút. Xin mời quý vị. Đây một cô nữa, đó, đầy đủ. Nó lên ý nghĩa của ngày trọng đại. Đây. Mình sẽ múc thêm một tô tuyệt vời nữa, quân sư phụ. Kỷ niệm ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo. Học sư phạm để làm mô phạm cho ngành giáo dục. Cảm ơn quý vị nha. Đức tự trọng của quý vị sẽ có tính tự trọng đó. Ngày thầy giáo đủ loại kỷ niệm đây, quay cả đây. Bữa nay là chương trình do A Huy Hoàng Gia làm chương trình cậu ấm, bắt đầu làm cameraman đó. Rất là tuyệt vời. Ở đây cameraman A Huy Hoàng Kim đi giúp đỡ cho A Huy Hoàng để lo các thủ tục. Bữa nay thì quý vị thấy tuyệt vời không? Đây là món này là món phan thai dành cho A Huy Hoàng Gia với là A Huy Hoàng Thành. Hai phần quý vị tuyệt vời. Đó, rất là ngon. Đó, để dâng lên quý vị nha. Bên đây chương trình đặc biệt nha. Đây là chương trình curry này quý vị. Đủ loại rất là tuyệt vời. Ăn với vịt. Đó. Tuyệt vời. Đây ăn với vịt. Món này món hảo hạng cậu ấm thích nhất. Để dâng lên cho các ngài. Đó. Đó. Còn cái này là vịt này quý vị. Vịt chiên. Đó. Còn cái này là coi như gấp gà chấm với cái đậu này đây quý vị. Đó. Nhân đậu. Gà này là hai loại, một loại BBQ với loại hot wing, loại cay, rất là tuyệt vời. Bữa nay nướng rồi, còn này là tôm tonko Nhật Bản kéo dài. Đây là xôi, rất là tuyệt vời, xoài, xôi xoài. Cái này là canh khổ qua, rất là tuyệt vời. Hôm nay nhân ngày 20 tháng 11, ngày của các vị nhất tự vi sư, bấn tự vi sư, nửa chữ cũng thầy, một chữ cũng thầy. Nên là mong rằng quý vị giữ đúng cái mô phạm của mình làm ngành giáo dục. Thì cầu chúc cho quý vị nhà giáo được thân tâm thường an lạc để mà hướng dẫn cho lớp hậu thế được đi trên con đường ngành giáo dục ích lợi cho quốc gia cũng như là cho toàn thể nhân loại. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị. Đó, xin chào quý vị nhà, đây là bữa ăn thịnh soạn và rất là tuyệt vời. Đây là bốn cái bông đây, tứ trụ đây quý vị. Cái này là nhà của A Huy Hoàng Hoàng Gia ở trong vườn nhà đó, rất là đẹp. Bữa nay đúng là ngày trổ. Cái chương trình này mặc dù nó trễ nhưng mà làm cho ngày kỷ niệm 20 tháng 11 cho các nhà giáo và dâng lên các ngài. Các ngài có đức tự trọng và tất cả mọi người đều tôn trọng quý ngài. Trọng thầy mới được làm thầy.
Nên là trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị nhà giáo có hữu công đối với tương lai của đất nước. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị. Nếu quý vị cảm thấy thích, vui, cho một like và đăng ký kênh cũng như là subscribe. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị thân giáo sư. Xin chào.